Ôi, chồng đâu rồi? Chồng ơi, chồng ơi. Ha? Chồng đây, chồng, chồng đây. Ơi, chồng, chồng ơi. Đây, chồng đây. Ê, chì khóa mở xích cho vợ đi, để vợ đi một lần và duy nhất. Chồng ơi. Giờ ngồi đây. Nghe chồng nói nè. Chồng không thể nào mà để cho vợ thoát ra đây được đâu. Tại sao vậy? Vợ ơi. Hãy kiểm soát cơn nghiện của mình. Không. Kiểm soát cơn nghiện mình. Không được. Đừng để nó lấn át mình. Không được. Để chồng ơi. Hiểu không? Không được. Chồng phải lấy chìa khóa mở xích cho vợ liền. Cho vợ đi một lần duy nhất. Một lần duy nhất thôi. Vợ mệt lắm hả? Mệt lắm rồi. Thôi được rồi. Để chồng mở. Thôi đúng rồi. Ta không được. Hả? Tại sao không được? Chồng mở ra. Vợ. Vợ thoát ra đây. Rồi vợ phá nát hạnh phúc của gia đình mình. Bao nhiêu tiền bạc, tài sản trong nhà mình đã theo vợ. Vì cơn nghiện ngập của vợ, vợ biết không hả? Không, không biết gì hết. Chị không cho vợ đi một lần thôi. Vợ hứa, vợ sẽ cai. Vợ sẽ cai từ từ. Đi, làm ơn đi chồng. Vợ hứa bao nhiêu lần với chồng rồi. Mày không được đâu, không được đâu. Chồng đây, ơi. Có bánh nè, vợ ăn bánh nha. Vợ ăn bánh nha. Bánh gì vậy? Bánh với chồng nha. Ăn bánh nha. Không, không, tôi không ăn đâu. Anh là đồ tàn nhẫn. Anh đi đi. Không phải đâu. Không phải đâu. Hiểu tôi chồng đi. Bánh gì tôi không cần à. Mở xích đi. Rồi, thấy chưa? Hồi xưa lấy bả chi? Lấy tao là giờ đỡ khổ rồi. Tôi bị điên hả? Lấy mày chi vậy? Khùng quá, thấy nhà mày rộn hết. Phá tan bầu không khí căng thẳng, hiểu không? Tôi bị điên, mày tới đây mày làm con không khí nó căng thẳng thêm đó. Bây giờ mày giúp tao chuyện thôi. Giúp gì, giúp gì? Ở đây canh chừng vợ tao, tao đi một chút. Ok. Ừ. Ê, mày đi đâu vậy? Đi bắt Pokemon. Tôi bị điên rồi, ơi, vợ mày đây mày không lo đi bắt Pokemon. Nước. Nước cái gì? Bà bạn cứ lên cơn, ổng đi bắt kìa. Trời đi. Nước. Nè nè, chửi hối hoài à, nước nè. Nhật ơi, cái Nhật gì? Ơi, tao với mày là bạn đúng không? Ừ, đúng. Tao với mày là bạn mấy năm trời đúng không? Đúng, Nhật? Đúng, đúng. Làm ơn đi. Đúng. Mở xích cho tao, nhanh lên. Mày xin. Không, mày ngồi xuống đi. Hả? Không, tao ngồi xuống làm gì? Mở xích cho tao đi. Mày ngồi xuống để tao nói. Tao ngồi xuống nè. Mở xích cho mày rồi ổng xích tao lại sao? Mày không hả? Tao năn nỉ mày luôn. Một lần duy nhất thôi Nhật ơi. Ngồi xuống đi, uống đi. Tao về, tao về. Ê, mừng quá. Con Pikachu của mày sao rồi? Anh mất đi luôn cái điện thoại rồi. Ôi trời ơi, Tiến ơi. Nói vậy thôi chứ, vợ tao sao rồi? Tôi nói mày nghe. Bây giờ bả tội nghiệp quá. Không mấy mình thả bả ra được không? Thả ra là sao? Ân xá cho bả đó. Mày bị điên mà làm như vợ tao tù nhân ân xá. Chứ sao? Vì không mấy bây giờ mày đưa bả lên chính quyền đi. Tại sao đưa vợ tao lên chính quyền? Vợ mày bị nghiện ma túy mà. Bị điên, vợ tao nghiện ma túy hồi nào? Chứ bả nghiện gì? Bả nghiện ngập mua sắm. Trời đất ơi. Đặc biệt là mua dài. Có mua dài thôi phải không? Có gì đâu. Thì bây giờ mày tháo xích cho bả, đưa cho bả đi mua dài bình thường đó. Hôm nay ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, mày cho bả đi mua sắm đi. Trời đất ơi, ngày nào thả bả ra không biết, nhưng mà nhầm vô cái ngày này không thể thả bả ra được. Sao vậy? Ở ngoài đó shop người ta đang bùng cháy sale ốp. Sao mày biết quản luôn, bây giờ mà thả bả ra chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hả? Mày nói cũng đúng. Hai người không biết gì hết. Hai người cứ biết là nghiện vậy nó còn kinh khủng hơn nghiện mấy cái kia không? Nghiện giày là ngày đêm tôi đều mơ thấy giày. Tôi ăn tôi cũng thấy tôi đang ăn đôi giày. Tôi ngủ tôi cũng thấy tôi làm đôi giày. Đúng. Trời đất ơi. Ngày trời nào ông đôi giày gì hết. Ngày nào tao phải lau nhà gần chục lần nữa. Trời đất, tao thương mày quá. Bây giờ bả mê giày quá rồi. Hay mày bây giờ mày không cho bả mua giày, mày hạn chế bả đi. Làm sao mày hạn chế mà được? Tao bây giờ muốn mang giày mới thôi chứ gì. Đúng rồi, bả rất thích làm giày mới. Bây giờ mày lấy giày cũ của bả. Ừ. Mày tân trang lại thành giày mới. Tân trang cách nào? Tân trang bằng cách nào? Để đó cho tao. A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chance. You love me.
có cái cách tân trang giày cũ thành giày mới, tôi sẽ không cần phải đi mua giày nữa, tốn tiền chồng tôi. Cảm ơn bà nha. Cái gì bà? Không. Thấy chưa, bây giờ hả, không cần phải đi mua giày, chỉ cần lấy giày cũ tân trang lại thành giày mới là có giày mới mang. Cảm ơn. Đợi chút. Ok. Đẹp chưa? Đẹp lắm luôn á. Good. Đưa tao, tao chuyên lấy ra chi vậy? Ai biết đâu, tao tưởng mày còn ý định lấy tao. Bị điên đi. Dạ. Ơi. Bây giờ anh thấy em đã bỏ qua được cơn nghiện ngập mua giày. Dạ. Vui lắm. Hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Anh có món quà muốn dành tặng cho em. Đâu? Đây nè. Wow, đẹp quá à. Có hoa hồng, hoa cúc nữa nè. Cảm ơn chồng nha. Đây nè. Cảm ơn chồng. Sao vậy? Chồng ơi, mở khóa thì xích chân lại rồi sao đi. Quên. Cầm. Quên, chồng quên luôn. Mở khóa này có ra. Chìa khóa hả? Đâu rồi chồng? Đâu, cái này đâu có cần chìa khóa đâu, chỉ cần vậy thôi nè. Ủa vậy thôi hả? Xong rồi. Còn cái này sao bây giờ không biết sao, cái này không biết mở đó, sao? Ra luôn kìa. Chồng ơi, sao? Vậy là từ nay vợ sẽ có giày mới mà lại không làm khổ chồng nữa, không làm tốn tiền gia đình mình nữa. Yêu chồng nhiều. Ê, tao cũng yêu mày. Yêu chồng nhiều. Ê, tao cũng yêu mày.